Con có hai câu hỏi về tâm tục sinh. Nhiều nơi giải thích Đức Phật cần tái sinh kiếp chót ở cõi người để có thể đầy đủ điều kiện độ chúng sanh. Chết rồi. Sư thấy nó báo mạng báo đỏ. Nhìn về phương diện vi diệu pháp, Ngài đã tái sanh với tâm gì mà lại vào cõi người? Hay Ngài đã chú nguyện từ trước và có kế hoạch vào cõi người ở kiếp chót? Sư ngưng tí xíu để sư kiểm tra cái mạng. Rồi tiếp. Các chúng sinh. Rồi. Trả lời câu đầu tiên hết. Thì thưa với quý vị đó, cái lộ trình tâm tục sinh, nếu mà quý vị học cái buổi vi diệu pháp, cái tâm cận tử, thì sư đã có nói vấn đề này rồi, tức là lộ trình tâm tục sinh ấy nó phải là tâm tham nha, dù là Bồ Tát kiếp chót cũng như vậy. Cho nên ấy, ngài tục sinh, mình không có dùng cái từ tái sinh mà mình dùng cái từ tục sinh. Mình tục sinh do nghiệp lực chứ mình không có tục sinh do nguyện nha, mình tục sinh do nghiệp lực.